Quay trở lại với câu chuyện của Kazuma Kiryu, khoảng thời gian Kiryu rời khỏi gia đình Dojima, trưởng Kikuye thất bại trong nhiệm vụ, khiến trưởng chi khác của nhà Dojima và tổ chức hiệp hội tai hay, Hiroki Awano đã bước lên làm trung tâm chính. Awano hào hứng về việc tìm ra tung tích chủ tịch Tachibana để có thêm thông tin về mảnh đất trống. Hắn ép buộc Kiryu phải giao Tachibana ra, không anh ta phải chết. Khi gặp được Kiryu ở dưới cống ngầm, Awano đã huy động tất cả gia đình Dojima để săn đuổi anh ta. Kiryu được sự giúp đỡ của Nishikiya, mà người anh em xương máu, giúp anh trốn thoát khỏi Kamurocho. Nhưng không lâu sau đó thì Kiryu và Nishikiyama tách nhau ra. Bất chấp việc tổ chức Toyo và sự hung dữ của gia đình Dojima đang thèm khát máu, Kiryu vẫn trở lại Kamurocho một lần nữa. Ở nơi đó những kẻ thù tàn bạo đang kịp chờ Kiryu, và chỉ có một vài người bạn sẵn lòng hỗ trợ Kiryu. Kìa, thằng chó đẻ đó kia kìa, đây không phải Kiryu. Thằng khốn mày mặc như thế này để đùa bọn tao đấy à? Không phải Kiryu. Anh biết thằng nhóc này không? Chúng tôi đang cần tìm nó. Nhìn rõ chứ? Đã có ai gọi đội cứu hỏa tới chưa? Còn ai ở trong đấy không? Mọi người đã ra hết đó chưa? Chết tiệt, bọn Dojima phóng hỏa nhà mình rồi, chỉ để vây bắt sống được mình. Mình không thể cứ lòng vòng ngoài đường như thế này được, mình phải tìm một nơi nào đó để ẩn náu và chờ đợi thêm tin tới của Tachibana. Tôi sẽ liên lạc với anh vào ngày mai. Cho tới lúc đó, làm ơn anh hãy an toàn và tránh xa vòng tay của nhà Dojima, Kiryu-san. Mình mong là sẽ có người nào đó cho mình chỗ trú ẩn. Let's go.
phí đi taxi là 470 yên, anh muốn đi đâu? Được thôi thưa anh. Văn phòng của gia đình nhà Kayama. Nhưng nếu Kashiwaji cho mình chỗ trú thì gia đình nhà Kayama sẽ chính thức trở thành kẻ phản bội lại gia tộc Dojima mất. Nó sẽ là rắc rối cho ông Kashiwaji. Mình không thể mang lại rắc rối cho ông ấy như thế được. Ê, này thằng đần kia, tại sao mày lại đứng đấy hả? Thôi nào anh làm ơn hãy bình tĩnh. Này, tao đang nói chuyện với mày đấy, không có gì để nói à? Mày nghĩ mày giỏi hơn tao á? Lỗi do tôi, anh không sao chứ? Mày nghĩ mày nói thế là tao phải thôi à? Chật. Là anh đấy à, Kiryu-san? Đúng là anh rồi, Kiryu-san. Đây nè. Đã có chuyện gì với anh vậy? Anh chảy máu kìa. Anh đau không? Anh ổn chứ? Ừ, nó chỉ là một vết trầy thôi. Có chuyện gì xảy ra? Không có gì, nó ổn mà. Cô cứ đi đi, cô không nên ở cùng tôi vào lúc này. Tôi biết người nhà Dojima đang truy sát anh, phải không? Ừ đúng. Vậy đến quán tôi đi, anh cũng làm gì có chỗ nào để đi đâu phải không? Tôi không làm thế đâu, sẽ gây cho cô rắc rối mất. Thật đấy, đừng lo cho tôi. Tôi cũng gặp rắc rối như vậy. Và tôi sẽ không bỏ đi đâu. Tôi không thể để người anh em của Nishikiyama cho bọn sói đói ăn thịt được. Chúng tôi không phải là anh em nữa rồi. Chúng tôi đã từ nhau rồi. Cái gì? Và cô cũng nên như thế. Tôi không muốn cô dây vào vấn đề của tôi. Và anh nghĩ anh nói như thế sẽ làm tôi thay đổi suy nghĩ của mình à? Hãy đưa cho tôi một chút tiền. Nghe này, nếu anh không đi cùng tôi thì tôi sẽ hét lên đấy. Và tôi sẽ làm thế. Một chỗ như này, nó chỉ là về vấn đề thời gian để mà họ tìm thấy anh thôi. Xin anh hãy đừng làm chuyện này lâu hơn nữa. Được chứ, tôi sẽ về đóng quán lại. Hãy chỉ một vài phút thôi rồi anh hãy lên đó. Sử dụng lối lên sau nhé, nó sẽ bớt sự rình mò. Thôi được rồi. Vậy tôi sẽ gặp anh trong vài phút nữa nhé. Reina, tôi xin lỗi. Đó sẽ là lời xin lỗi cuối cùng tôi được nghe từ anh.
anh đã thực sự đến rồi, Kiryu-sa. Tôi sẽ không ở đây lâu đâu, chỉ đến lúc người tên ta Chibana đó liên hệ cho tôi. Cảm ơn cô nhé. Tất nhiên rồi, ngồi xuống đi, chúng ta cần phải băng bó lại phần đầu cho anh trước đã. Reina, cô có nghe chuyện gì đang xảy ra với Nishiki không? Tôi nghĩ anh ấy đang ở trong văn phòng của gia đình Kayama. Tôi thấy anh ấy vào đấy được một lúc rồi. Anh ấy nhìn rất là buồn. Tôi hiểu, thật tốt khi nghe điều đó. Vết cắt có vẻ không sâu lắm, tôi chỉ sát trùng cho nó thôi nhé. Cảm ơn cô. Vừa nãy Kiryu, anh bảo với tôi rằng anh và Nishiki đã từ mặt nhau rồi sao? Đó cũng chỉ là cách để giữ cho Nishiki-yama được an toàn thôi à. Bây giờ tôi đang bị cả một đại gia đình Dojima truy đuổi. Điều tốt nhất cho anh ta lúc này là không dính líu bất cứ thứ gì với tôi nữa. Tôi chỉ biết một điều rằng hai anh đúng là một cặp bài trùng. Cả hai người chỉ biết đến lo lắng cho nhau hơn cả bản thân mình. Cứ khi nào anh ấy đến đây, Nishiki-yama cũng luôn kể câu chuyện về hai người với một nụ cười luôn trên môi. Tôi chưa bao giờ có người bạn nào thân đến như vậy. Tôi rất ganh tị với anh ấy. Ngay cả thế, tôi cũng không muốn đặt gánh nặng này lên anh ta hơn việc tôi đã đang phải gánh chịu. Tôi đã làm đủ rồi, tôi không muốn hại đến người anh em của mình. Anh biết gì không Kiryu, tôi nghĩ là anh nên biết cảnh sát cũng đang tìm kiếm anh đấy. Một thám tử đã đến đây vào ngày hôm nay, anh ta nói là muốn gặp anh hỏi một vài câu hỏi. Anh biết được tại sao không? Chắc tôi đoán là tôi đã hết thời gian giới hạn chúng đặt ra rồi. Đến giới hạn thời gian, ý anh là sao? Tôi bị dàn xếp là kẻ giết người. Vụ nổ súng xảy ra tại khu đất trống đấy. Tachibana đã giúp tôi giữ chân lại cảnh sát để không tìm đến tôi. Nhưng sự ân sủng đáy giường đã hết rồi. Nhưng anh nói là nó đã được dàn xếp vậy. Từ tôi không làm điều đó, mọi thứ đều được sắp đặt cả rồi. Kiryu, có người đang đến vào thời điểm buổi tối này. Không ai sử dụng thang máy cả. Trốn ở phòng sau đi. Mày đã lấy cái gì từ gia đình Dojima rồi cô gái? Bắt cái mông mày ra đây Kiryu. Bọn tao đã cắm cọc ở đây lâu lắm rồi, thằng đần. Đừng có trốn chui trốn lủi nữa, ra đây như một thằng đàn ông coi. Kiryu, đừng chạy đi. Người đàn ông ấy đây rồi, gọi anh em lên đây, tất cả. Rõ. Tôi xin lỗi, Reina, tôi không nên đến đây. Kiryu-san, mày không còn chỗ nào trên trái đất này trốn được đâu, Kiryu. Kiryu-san, <Kiryu-san>
Xin lỗi vì đã phá hỏng quán, Reina, tất cả là lỗi của tôi. Sẽ có thêm nhiều người nữa tới đây, tôi phải đi thôi. Khoan đã, tôi sẽ gọi cảnh sát, họ sẽ bắt anh, nhưng ít nhất là anh vẫn còn sống. Tôi xin lỗi không thể được, nếu bọn giang hồ đã đi xa tới mức này, thì vài tên cảnh sát cũng chả ngăn nổi họ đâu, họ sẽ không ngừng lại cho tới khi tôi chết. Vậy, anh không còn ai để có được sự trợ giúp sao? Nếu ngay cả có, tôi cũng không kéo họ và cô vào vấn đề của tôi. Anh có kéo tôi đi đâu đâu. Vậy nếu tôi may mắn có thể xin cô thêm một ân huệ không? Làm ơn, hãy đưa cái này cho Nishikiyama. Một chiếc đồng hồ. Khi nào cô mang cho anh ấy bảo anh ấy là tôi không muốn anh ấy cố gắng báo thù cho tôi, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nếu anh ấy dám bước qua cả gia đình, thì anh ấy sẽ phải nhận hậu quả giống tôi như bây giờ. Kiryu-san. Không còn chỗ nào để thoát đâu, Kiryu. Đúng, nhưng ít ra tôi biết là sẽ không cô đơn khi mà tôi mang các anh xuống đó cùng với tôi. Mày bị đần à, sẽ có thêm những người như bọn tao đến đây. Không quan trọng mày có cố thế nào, người duy nhất phải xuống địa ngục hôm nay chính là mày. Được rồi, làm việc thôi các anh em.
Không thể nào, gã này còn không phải con người. Người anh em, hai thằng chó ương ngạnh là mày đúng không? Mày biết kết cục này sẽ xảy ra đúng chứ? Có điều là giai đoạn dọa rồ mày bọn tao đã làm rồi. Aguano, bọn tao sẽ làm việc với mày xong rồi tìm ra Tachibana sau. Mày có ho lên thì cũng không ai cứu được mày đâu. Người anh em, tôi sẽ cho anh lấy tiếng. Nhưng tôi phải là người băm thằng này. Này Kiryu, mày có biết Tachibana đang ở đâu bây giờ không? Sao câu hỏi này bọn tao lại chả nghe được điều gì hết cả thế? Hay là họ cắt mày ra khỏi việc rồi hả thằng đần? Và dường như là Kayama cũng chỉ ngồi đó mà nhìn mày chết mà thôi. Một lời hứa không đáng giá, tao nói đúng chứ? Con người dạo gần đây thật là ít tình thương quá đi mất. Tachibana sẽ là người có mảnh đất trống đó, rồi sau đó ông sẽ trở lại ngọt ngào mà thôi. Làm cái điều mà ông thấy tốt nhất đi, tôi không giao Tachibana ra đâu. Nghĩ kỹ vào, tôi mới là người mà các anh cần ở đây. Cái thái độ đầu ca của mày sẽ làm mày đau đấy anh bạn. Anh cứ để tôi, người anh em, để tôi làm nó căm mỏm luôn. Tao sẽ có thời gian thực sự vui trong lần này, Kiryu.
Con chó này. Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Đưa tao cái đấy. Éo ai thế? Tao sẽ tô màu con đường này bằng não của mày. Cái gì? Kiryu vào đi. Tachibana, nhanh lên. Xin lỗi về sự chậm trễ, Kiryu-san. Tôi hơi sợ vì lái xe không phải sở trường của tôi. Vì vậy hãy ngồi chắc vào nhé, làm ơn. Đừng để nó thoát. Không, mày không thể làm thế. Chết tiệt. Áp lực gia tăng từ nhà Dojima làm cho bọn tôi bị hãm lại mạng lưới thông tin mấy ngày hôm nay. Và đã thật sự rất khó để có thể theo dõi tình trạng của anh bây giờ. Tôi đã để việc chỉ dẫn anh cho Oda. Vì thế, màn ra mắt ngẫu hứng của tôi với tư cách là tên tài xế thế này là thứ tồi tệ nhất thế giới. Tôi ngạc nhiên là có điều gì anh không làm được không? Có vẻ như tôi biết cách để thúc đẩy người khác, nhưng điều này còn hơn cả thế. Tôi đã không lái xe từ khi tôi lấy bằng lái của mình. Thực sự tôi đã quá hoảng loạn. Nhưng mà nó cứu được tôi. Nếu mà anh không làm thì lúc đó là lúc tôi kết thúc. Tôi đã quá ngây thơ. Tôi nghĩ rằng tôi mạnh hơn tôi tưởng. Tôi ngộ ra rằng tôi cứ cố làm một mình đẩy xa hết mức thì tôi sẽ nhìn thấy thấu mọi thứ về bản thân. Nhưng giờ, tôi chỉ đang đặt mọi người xung quanh vào tình huống nguy hiểm và tất cả mọi người cố gắng giúp tôi đều phải trả giá. Chủ quán Serena, Kayama, Nishiki, cả anh nữa. Trong khoảng thời gian này tôi đã cố để trở thành một con sói cô đơn. Mọi người thì đều đứng lên để bảo vệ tôi. Và giờ tôi đã phải trả giá cho sự mù quáng của mình lâu nay. Tôi thật sự ngu ngốc. Khi mà tôi ở trong vị trí của anh, nó cũng không làm phiền tôi cho lắm. Anh biết đấy,
Kiryu, tôi chắc chắn tin rằng chúng ta phải sử dụng tất cả mọi người xung quanh chúng ta. Nó cũng giống như cái cách mà xã hội này dạy tôi lớn lên, còn một ít hoặc còn chỉ một thì sẽ khó mà sống sót, không nói gì đến việc leo lên cấp bậc. Chỉ có một câu hỏi duy nhất là làm sao để trích xuất nhiều nhất từ những người khác, dù có là cái gì đi nữa, ví dụ tiền, ép buộc hoặc bất cứ điều gì xấu xa khác. Tôi cá đó là một thế giới khác, xa lạ với một người có tâm hồn tốt đẹp như anh. Vậy lý do duy nhất mà anh cứu tôi là anh có thể sử dụng tôi vào lúc này à? Nhiều từ để nói nhưng đúng là vậy. Anh là ai? Sao anh lại kể tôi chuyện này? Bởi vì sử dụng được những thứ xung quanh tôi mà tôi đã đạt được đến tiền và quyền lực. Nó có vẻ đó là tài năng mà tôi có. Tôi phải mượn những người khác để có thể kiếm về cho mình một bộ cánh đẹp. Dù sao thì không giống anh, tôi không có bạn xã thân vì bản thân tôi. Rồi cho đến cuối cùng, những người ở xung quanh tôi cũng trả lại tôi bằng cách lợi dụng. Anh bảo bản thân anh là một thằng ngu, vậy chắc tôi cho rằng tôi là người khao khát được trở thành thằng ngu. Những người mà mạo hiểm cả mạng sống để bảo vệ anh, bởi vì anh không biết được anh là người không bị thúc đẩy bởi lợi ích cá nhân. Điều nữa là, khi anh đã quyết định tin ai, anh sẽ rất là mù quáng, liều lĩnh và không chú ý vào sự trả giá. Một kiểu người hiếm và cực kỳ đáng quan tâm, đặc biệt là ở trong thế kỷ này. Tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng tôi sẽ không bao giờ cho phép bản thân mạo hiểm mạng sống của mình để bảo vệ anh. Dù sao thì tôi đã đặt niềm tin vào anh và đặt mạng sống của tôi vào tay anh. Xin lỗi, chuyện này có thể nghe dễ hơn nếu chúng ta uống với nhau một vài ly rượu phải chứ? Chầu đầu để tôi. Tốt nhất chúng ta nên hoãn việc đó lại. Chúng ta nên bỏ con xe này lại đây. Chiếc xe van đó, anh ta không phải quân địch. Oda sao? Ngay cả trong thành phố này, chỉ còn một vài nơi còn lại mà tổ chức Tojo có thể chạm tới. Chúng ta sẽ tới đó và tập hợp lại. Anh ổn chứ? Itachibana sếp, hãy gắn lên nào sếp.